9 mẫu xe được người Việt chờ đợi nhất trong năm 2019. Mitsubishi Triton 2019. Mitsubishi Triton thế hệ mới dự kiến ra mắt trong tháng 1 năm 2019. Và ngày 17 tháng 12 vừa qua, trên website và fanpage của hãng đã đồng loạt cập nhật hình ảnh và video xác nhận sự có mặt của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Và cũng chỉ trước đây mấy hôm thôi, Lê Hùng cũng đã bắt gặp mẫu xe này đang được chạy thử nghiệm trên đại lộ Thăng Long và chúng tôi đã có cuộc rượt đuổi khá là ngoạn mục khi quay lại những video và giới thiệu nhanh tới các bạn. Dự kiến Triton 2019 sẽ có hai phiên bản. Giá được giới bán hàng đoán trên 700 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Triton 2019 nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự lột xác tích cực về mặt thiết kế. Xe có kiểu dáng mạnh mẽ và thể thao hơn so với kiểu bo tròn yếu ớt đời trước. Hơn nữa, Triton cũng thuộc nhóm xe bán tải có giá dễ chịu nhất trên thị trường. Và để dễ so sánh, chúng ta có thể làm một phép so sánh nhanh. Đấy là Ranger có giá bán cao nhất là 918 triệu đồng và 878 triệu đồng đối với Toyota Hilux, trong khi Triton chỉ có giá hơn 700 triệu một chút thôi. Được biết, hai phiên bản tại Việt Nam đều sử dụng động cơ Mivec diesel dung tích 2.4 lít như trước đây, công suất 181 mã lực và moment xoắn 430 Nm. Và hộp số được nâng cấp từ 5 cấp lên 6 cấp hộp số tự động. Phiên bản thấp sẽ dẫn động một cầu và phiên bản cao sẽ là hai cầu chủ động. Hyundai Santa Fe 2019. Một cái tên cực kỳ hot cũng được chờ đợi, đấy chính là Hyundai Santa Fe 2019. Dự kiến mẫu xe này sẽ sớm ra mắt ngày 9 tháng 1 năm 2019. Và những thay đổi lớn đã tạo ra sức hút không hề nhỏ cho mẫu xe này. Hyundai Santa Fe 2019 dự kiến sẽ có 6 phiên bản, giá bán tạm tính do đại lý đưa ra từ 1,1 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng. Mức giá bán này sẽ cạnh tranh với các cái sản phẩm như là Honda CR-V, Mazda CX-5 v.v. trong cái dòng crossover hiện đã khá là chật chội rồi. Bước sang thế hệ mới, Hyundai Santa Fe đã thay đổi về nhiều mặt từ thiết kế, trang bị, động cơ và đặc biệt là cách bố trí ghế ngồi dạng 5+2. Trên phiên bản cao cấp nhất, chiếc Santa Fe 2.2D có nhiều trang bị hiện đại bao gồm hệ thống đèn chính có tới 6 project, trong đó có 4 project lớn kết hợp đèn LED chiếu sáng, còn lại là đèn sương mù, đèn hậu LED dạng 3D. Động cơ diesel 2.2 lít được nâng cấp mạnh hơn cho công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng phút và moment xoắn cực đại 440 Nm từ dải vòng tua 1.750 đến 2.750 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số 8 cấp hoàn toàn mới. Hệ thống dẫn động 4 bánh hatchback có khóa V-size với nút bấm ở bên khu vực bên trái bảng điều khiển. Honda Brio xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam Motor Show 2018. Honda Brio là mẫu xe thu hút bởi ngoại hình ấn tượng. Xe thuộc phân khúc hatchback hạng A cạnh tranh với Kia Morning, Toyota Uigo, Hyundai Grand i10. Nhưng chân tình mà nói thì Brio đẹp và chất hơn các đối thủ kia khá nhiều. Hiện giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng với phong cách định giá của Honda thì chắc chắn giá của mẫu xe này cũng không hề rẻ. Dự kiến Honda Việt Nam sẽ bán Brio trong đầu năm 2019. Xe sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.2 lít iVTEC SOHC, công suất 90 mã lực tại 6.000 vòng phút và moment xoắn 110 N tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số trên xe sử dụng hộp số vô cấp CVT. Honda Brio được nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Các công nghệ an toàn trên xe ở mức cơ bản bao gồm hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử. Tại thị trường Indonesia, Honda Brio có giá bán từ $9,150 đến $12,510, tương đương 210 đến 300 triệu Việt Nam đồng. Cùng với Brio, BRV là cái tên thứ hai đáng chú ý sẽ được Honda đưa về thị trường Việt Nam vào năm 2019. Giá và thời điểm ra mắt vẫn là một ẩn số, nhưng Honda BRV là một mẫu xe đáng để chờ đợi sau HR-V. Được sản xuất từ năm 2015, Honda BRV chia sẻ khung gầm với mẫu MPV Mobilio. BRV nhanh chóng được thị trường đón nhận và bắt đầu mở rộng ra nhiều nước bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Malaysia, Mexico và Thái Lan. BRV là mẫu xe line giữa crossover và MPV, dòng xe gia đình 5+2 chỗ mới lạ
trong vài năm trở lại đây. BRV có lợi thế gầm cao và cho khả năng vượt địa hình tốt hơn một chút so với dòng MPV thông thường. Động cơ 1.5 lít có công suất 118 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe nằm trong phân khúc với các sản phẩm như Mitsubishi Xpander và Toyota Rush. 3 mẫu xe của VinFast. Trong lễ ra mắt vào ngày 20 tháng 11, giá công bố chính thức của 3 mẫu xe lần lượt là Lux SA 2.0 là mẫu SUV có giá 1,810 tỷ đồng. VinFast Lux A 2.0 mẫu sedan 1 tỷ 366 triệu đồng. Và mẫu xe nhỏ VinFast Fadin 423 triệu đồng. Tuy nhiên trong thời gian đầu VinFast đã áp dụng chính sách 3-0. Theo đó chính sách khuyến mại với mức giá cụ thể là 1 tỷ 136 triệu đồng với VinFast Lux SA 2.0, 800 triệu đồng với VinFast Lux A 2.0 và 336 triệu đồng với VinFast Fadin. Dự kiến 3 mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường vào tháng 9 năm 2019 theo đúng cam kết của VinFast. Tuy nhiên với tính cách của anh Vượng thì có thể 3 mẫu xe này sẽ được bán sớm hơn. Tất cả các mức giá bán trên đều chưa bao gồm 10% VAT. Hyundai Elantra 2019. Thị trường đầu tiên mà Hyundai Elantra 2019 được giới thiệu chính là Mỹ. Xe được bán ra từ mùa thu năm nay. Dự kiến mẫu xe này cũng sẽ được bán tại Việt Nam trong năm 2019. Sự thay đổi đáng chú ý nhất trên Hyundai Elantra 2019 đến từ phần đầu và phần đuôi xe. Lưới tản nhiệt kiểu mới có thiết kế góc cạnh hơn, hốc đèn sương mù hình tam giác, đèn pha và đèn định vị sử dụng công nghệ LED với thiết kế rất sắc sảo. Nếu như ngoại thất được lột xoát khá nhiều thì bên trong nội thất lại được nâng cấp khá ít. Màn hình giải trí kích thước 8 inch dạng cảm ứng đã được cải thiện khả năng xử lý và phản ứng. Màn hình này tích hợp phiên bản AVN 5.0 hoàn toàn mới của Hyundai, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Khoang cabin được thiết kế tập trung và hướng đến người lái. Phiên bản cao cấp được trang bị sạc không dây chuẩn QI. Elantra SE, SL và Limited đều được trang bị động cơ Agnison 2.0 lít, công suất 147 mã lực. Elantra Eco có động cơ tăng áp 1.4 lít với công suất 120 mã lực và được trang bị cùng với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Động cơ thứ ba là loại tăng áp 1.6 xi lanh và có thể được phối hợp với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tùy chọn. Xe được bổ sung hệ thống an toàn Smart Sense với nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe mới. Mazda 3. Mazda 3 2019 hoàn toàn mới vừa mới được chính thức ra mắt tại triển lãm ô tô Los Angeles. Cả hai phiên bản sedan và hatchback đều nhận được nhiều nâng cấp rất đáng chú ý. Được mô tả là ánh bình minh của một kỷ nguyên mới, phong cách thiết kế Mazda 3 2019 được đánh giá là lột xoát hoàn toàn so với người tiền nhiệm. Mazda 3 2019 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo hoàn toàn mới của hãng. Phong cách thiết kế này hướng tới sự tối giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch và ấn tượng, khiến khách hàng mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những thay đổi trong khoang cabin được đánh giá là mang tính cách mạng và nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm. Theo đó, các chi tiết nội thất của xe đều được làm từ vật liệu cao cấp và được thiết kế theo phong cách tối giản, less is more, đậm chất của Nhật Bản. Những trang bị nổi bật trên xe bao gồm vô lăng 3 chấu, hệ thống giải trí thông tin với màn hình 8,8 inch. Bảng tác lô bọc da cao cấp nằm trải dài theo chiều rộng của xe tạo cảm giác gọn gàng và tinh tế. Mazda cũng thông báo rằng các bộ phận bên trong cabin đều được thiết kế theo phong cách độc đáo, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp của da thật. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tùy chọn màn hình HUD, trụ A mảnh hơn so với phiên bản trước, giúp tăng khả năng quan sát cho tài xế, hạn chế điểm mù. Xe được trang bị nhiều tùy chọn động cơ khác nhau tùy thuộc vào từng thị trường. Toyota Camry. Toyota Camry 2019 phiên bản dành cho các thị trường Đông Nam Á vừa chính thức được giới thiệu tại Thái Lan vào tháng 10 năm 2018. Theo thông lệ thì sau Thái Lan sẽ về thị trường Việt Nam. Mẫu xe này cũng được đánh giá là một trong những cái nhân tố cực kỳ hot trong năm 2019. Toyota Camry 2019 dành cho thị trường Đông Nam Á về cơ bản có thiết kế tương tự mẫu xe ra mắt hồi đầu năm tại Mỹ. Ngoại thất xe nổi bật với đèn pha và đèn định vị dạng LED. Không gian nội thất bên trong nổi bật với một số trang bị như điều hòa tự động 2 vùng tiêu chuẩn, bản cao cấp nhất 3 vùng độc lập. Hãng xe Nhật cung cấp đến 3 màn hình bên trong cabin gồm màn hình 10 inch hiển thị trên kính lái HUD, màn hình 7 inch ở cụm đồng hồ và màn hình trung tâm dạng cảm ứng có kích thước 8 inch. Tại Thái Lan, Toyota cung cấp 3 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là loại 2.4 4 xi lanh công suất 164 mã lực, mô men xoắn 199 Nm, hộp số tự động 6 cấp.
loại 2.5 lít 4 xi lanh công suất 209 mã lực, moment xoắn 250 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Và cuối cùng là động cơ hybrid gồm máy xăng 2.5 lít 4 xi lanh công suất 178 mã lực, moment xoắn 221 Nm. Kết hợp với mô tô điện tạo ra công suất tổng là 211 mã lực và moment xoắn cực đại đạt 221 Nm. Hộp số là loại ECVT hay còn gọi là ECVT. Honda Accord. Mẫu sedan hạng D Honda Accord 2019 cũng vừa ra mắt tại Thái Lan trong tháng 11 năm 2018. Và cũng tương tự như Camry, bến đỗ tiếp theo sẽ là thị trường Việt Nam trong năm 2019. Xe hiện vẫn còn được ngụy trang nội thất. Hãng khẳng định Honda Accord 2019 tại ASEAN có thiết kế giống với phiên bản ở thị trường Mỹ. Accord 2019 sở hữu công nghệ LED ở hệ thống đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu. Bên trong khoang xe sẽ không còn cần số nữa mà thay vào đó là các nút bấm bao gồm chế độ P, N và D. Nút chế độ R được thiết kế làm lõm xuống để dễ nhận biết. Trên Accord thế hệ mới được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 1.5 lít tương tự như đàn em Civic nhưng lại có công suất mạnh hơn ở mức 192 mã lực và sử dụng hộp số CVT. Trong khi đó, động cơ V6 3.5 lít trước đó lại được thay thế loại tăng áp 2.0 lít với công suất lên tới 252 mã lực. Trên các phiên bản tăng áp 2.0 mới của xe sẽ sử dụng hộp số tự động 10 cấp lần đầu tiên có mặt trên một chiếc sedan dẫn động cầu trước, cùng với hộp số sàn 6 cấp tùy chọn trên các phiên bản thể thao. Đối với các khách hàng muốn có một chiếc xe thân thiện môi trường hơn, Honda sẽ cung cấp Accord Hybrid có trang bị động cơ đốt trong chu kỳ Atkinson 2.0 lít kết hợp với hai động cơ điện. Tại thị trường Việt Nam, Honda Accord được nhập khẩu từ Thái Lan sẽ cạnh tranh với Kia Optima, Toyota Camry và Mazda 6 trong phân khúc xe sedan hạng C và nhân tố mới VinFast Lux A2.0 mẫu sedan của VinFast cũng là một cái tên rất đáng chú ý trong phân khúc này. Chúng ta hãy chờ xem ai là người chiến thắng trong phân khúc hạng D.